anh quý ơi đây em cái này thôi. Ui rồi to lặng này, bê vào đây cho nặng. Ui rồi nặng thế. Ui rồi sao con gái mà chơi cây to này? Cây này là cây của bố em cho em đấy anh ạ. Ô thế con gái mà cũng chơi cây á? Vậy anh ấy phải chơi cây thì mới có người yêu chứ. Thì to đấy anh em ạ. Thôi được rồi em về đi nhá, xong có gì mai anh gọi xong anh ơi nhá. Tôi sẽ xử lý cái phần lũa này nhá. Trước mắt tôi sẽ xử lý cái phần lũa rồi tôi làm lại cái tay cành ngày sau. Trong phải bị mục hết rồi anh em ạ. Mục hết như này này. Tôi phải đục bỏ hết những cái phần gỗ mục này đi. Anh em thấy không? Cây bị mục hết rồi. Chơi cây có lũa thì rất là đẹp, thế nhưng mà anh em phải bảo dưỡng lũa thường xuyên nhá. Tôi phải dùng cái chổi để tôi quét sạch đi xem là nó như thế nào đã nhá. Tươm tươm rồi anh em ạ. Bóc hết rêu ra. Dừa này. Tôi bôi cái thuốc lũa để bảo vệ cái phần gỗ cho nó khỏi mục, chứ không nó mục hết. Tùy từng loại cây mà 6 tháng đến 1 năm tôi sẽ bảo dưỡng lũa lại một lần. Tay tán của cây cũng vậy, chúng ta cần phải cắt tỉa và uốn nắn thường xuyên, quan tâm đến nó thường xuyên vào. Nếu không được cắt tỉa và chăm sóc thường xuyên thì cây dễ phá tàn phá thế lắm. Mà một khi phá tàn phá thế thì anh em lại thấy xấu, xấu là nhanh chán lắm. Đối với những cây có bông tàn sẵn như thế này thì chỉ cần cắt tỉa và nhặt qua một tí là xong thôi. Đơn giản lắm. Cắt tỉa xong thì tiến hành vệ sinh trên bề mặt chậu. Cây đỗ quyên này lá rụng nhiều lắm. Anh em thấy cây này như thế nào? Có đẹp như chủ cây không? Cơ bắp không? Đấy, phần lũa này tôi đã xử lý sạch sẽ rồi này. Làm xong rồi không biết là mai chủ cây có trả công không đấy. Không biết trả công bằng cái gì đấy. Cây đỗ quyên này to đẹp quá mọi người ạ.